Giấy Nam Online xin chào các bạn. Mỗi giày các bạn đang xem mang mã số L01. Sản phẩm được làm từ da bò cao cấp nguyên tấm và nguyên khối, tạo nên độ bóng đẹp và cảm giác chắc chắn cho người sử dụng. Đôi giày được thiết kế tinh tế, kiểu dáng thời trang trẻ trung, phong cách nhưng cũng không kém phần lịch lãm, sang trọng và cũng rất dễ mịn đồ. Như các bạn có thể thấy, tôi đang test lửa trên đôi giày. Rõ ràng chất lượng da vô cùng cao cấp, không hề bị cháy hỏng hay bị nổ mà vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của nó. Sản phẩm đang được bán trên hệ thống Giày Nam Online với giá 785.000 đồng và được giảm giá 200.000 đồng. Như vậy chỉ với 585.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu sản phẩm ấn tượng này rồi. Kèm theo đó bạn sẽ được tặng thêm một đồng hồ thời trang siêu đẹp, một thắt lưng hoặc một ví da cùng một đôi tất và được bảo hành da, keo, đế trong vòng 1 năm. Còn chần chừ gì nữa? Hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ theo chúng tôi theo hotline 0888 066 000 để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.